Vâng, và ngày hôm nay rất là vui cũng như là rất là vinh hạnh vì Dũng lại được cùng tất cả quý vị khán giả của kênh Nhà Thành Thị, chúng ta lại cùng đi khám phá, đi trải nghiệm và đi tìm kiếm cho mình những ngôi nhà thật sự là đáng mơ ước. Và các bạn có thể thấy đó là Dũng đang đứng trong một cái khuôn viên được thiết kế rất là đẹp theo phong cách cũng như là ngôn ngữ thiết kế đến từ Nhật Bản. Và thật sự mà nói là chúng ta không cần phải đi quá xa để có thể trải nghiệm được một cái không gian phải nói là rất là thú vị như thế này. Tại vì Dũng đang đứng cách trung tâm quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng 10 km với 20 phút chạy xe thôi. Và cái công viên mà Dũng đang đứng hiện tại đây cũng là chỉ là một phần trong cái một trong những phần phải nói là điểm nhấn cũng như là thú vị của dự án Mizuki Park của chủ đầu tư Nam Long, và đó cũng là địa điểm mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng đi tham quan nhé. Hiện tại thì Dũng đang đi tản bộ dọc những con đường dọc theo bờ kênh. Thì những cái con kênh này nó chạy dọc cũng như là chạy đan xen những cái tòa tháp ở đây. Và chính vào nhờ những cái con kênh này nè, kết hợp với những cái khu vực mảng xanh cũng như là những cái công viên tiện ích mà chủ đầu tư họ đã sắp đặt đan xen kẽ vào từng cái tòa tháp như vậy, đã tạo được một cái không khí mà mình có thể cảm thấy nãy giờ là rất là mát mẻ cũng như là rất là dễ chịu. Và nếu như mọi người có thể để ý thấy là từ cái kiến trúc, từ cái cách họ thiết kế cảnh quan cũng như là cách thiết kế kiến trúc nè, mà tí nữa mình sẽ đi tham quan nhà mẫu, mình sẽ giới thiệu sâu ha, thì mọi người thấy được là nó có cái yếu tố cũng như là cái màu sắc của Nhật Bản trong đó. Thì sở dĩ như vậy vì dự án Mizuki Park được phát triển từ năm 2017. Ngoài chủ đầu tư Nam Long ra thì họ còn có kết hợp với hai thương hiệu cũng như là hai đơn vị có thể nói là vô cùng nổi tiếng và đã có nhiều năm trong lĩnh vực đến từ Nhật Bản, đó chính là Hankyu Hanshin cũng như là Nissin Nippon. Và có thể nói là ở đây thì mọi thứ tổng thể dự án thì khoảng chỉ tầm 27 hecta thôi, không quá lớn, nhưng mà mình đi dạo một vòng rồi thì mình thấy là tất cả mọi thứ cần thiết cho phục vụ cho cuộc sống của chúng ta thì đều đầy đủ cả. Tuy không quá lớn, tuy không quá cầu kỳ, nhưng mà rất đầy đủ và rất là tiện nghi khi mà tất cả mọi thứ nó đều nằm rất là gần ngay dưới chân chúng ta đang ở hoặc là ngay phía bên kia đường mà thôi. Thì theo quan sát nãy giờ mình thấy á, thì tổng thể dự án nó họ đã đi vào bàn giao cũng như là cư dân đã vô ở là hơn 5 tòa tháp rồi. Và chủ đầu tư Nam Long họ hứa hẹn sẽ bàn giao tiếp vào những năm kế tiếp thêm 7 tòa tháp nữa, và chắc chắn là sẽ hoàn toàn đủ cũng như là đáp ứng cho lượng nhu cầu ở cho hơn 100.000 cư dân, với những cái loại hình sản phẩm từ một phòng ngủ 55m² cho đến hai phòng ngủ và thậm chí là ba phòng ngủ 111m² họ đều có cả. Và ở đây mình thấy họ còn có những cái loại hình sản phẩm rất là đặc biệt như là căn hộ dual keys nè, rất là phù hợp cho những gia đình đa thế hệ cũng như là những người mà chúng ta có thể vừa ở nè, vừa cho thuê nè, mà vẫn đảm bảo được cái tính kinh tế cũng như là tính riêng tư. Thì với những cái lượng tiện ích cũng như là giao thông thuận tiện và cộng thêm một cái mức giá có thể nói là vô cùng hấp dẫn mà một tí nữa phần cuối video Dũng sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả, thì mình nghĩ Mizuki Park là một trong những cái sự lựa chọn cũng như là một cái dự án nằm gần trung tâm mà vô cùng thích hợp cho những cái khách hàng, và đặc biệt là những bạn trẻ, những gia đình nhỏ, những người đang tìm kiếm cho mình một môi trường sinh sống thật là gần khu vực trung tâm để thuận tiện về mặt giao thông nè, nhưng mà vẫn đầy đủ những cái tiện ích, thì Mizuki Park có thể nói là một sự lựa chọn hàng đầu mà tất cả quý vị có thể cân nhắc. Điểm quanh một vòng những tiện ích xung quanh như vậy thì mình thấy là tất cả mọi thứ đều rất là đầy đủ, từ những cái siêu thị tiện lợi cho đến khu vực BBQ cũng như là khu vực dành cho trẻ em vui chơi ngoài trời. Thì về phần thiết kế bên trong căn hộ cũng là một cái điểm nhấn có thể nói là rất là đặc biệt, khi mà nó mang đậm không chỉ là về cái yếu tố Nhật Bản trong đó mà còn yếu tố hiệu quả và
có thể nói là vô cùng sáng tạo nữa. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi tham quan nhà mẫu để xem là bên trong đó cái ngôn ngữ thiết kế của Nhật Bản kết hợp với Việt Nam nó có đem lại cái cảm giác cũng như là cái trải nghiệm khác. Thì hiện tại Dũng đang có mặt tại khu vực các căn hộ mẫu của dự án Midori Park. Và cái khu vực nhà mẫu này thì nó nằm ngay bên trong dự án luôn. Nên là nếu quý vị các bạn mà chúng ta có nhu cầu muốn tham quan cũng như là trải nghiệm dự án cũng như là khu vực nhà mẫu thì hoàn toàn có thể sắp xếp cho mình một ít thời gian cũng như là một buổi để mình ghé thăm. Tại vì như lúc nãy Dũng chia sẻ thì cái vị trí dự án nó rất là thuận tiện luôn, không chỉ là về cái việc là mình di chuyển từ trung tâm nữa mà là còn về nhiều tuyến đường khác nữa. Khi mà đằng trước dự án là những cái tuyến đường lớn như là đường Nguyễn Văn Linh, như là đường Phạm Hùng nè. Thì hiện tại thì Dũng đang đứng trước căn hộ là 2 phòng ngủ và 1 nhà tắm với diện tích là khoảng 58m². Thì nhìn chung thiết kế là rất là vuông vức, rất là đẹp luôn. Nên là mình cũng rất là thắc mắc tò mò, không biết là bên trong chủ đầu tư Nhật Bản cũng như là chủ đầu tư Việt Nam về cái sự kết hợp đó nó sẽ đem lại cái cảm giác như thế nào. Thì bây giờ mời mọi người chúng ta cùng vào khám phá nha. Bên trong thì có thể nói là nó khá là rộng so với cái diện tích chỉ 58m² như lúc nãy mình đã giới thiệu. Và cái gam màu ở đây chủ đầu tư họ thiết kế là theo cái gam màu ấm cúng, nhìn rất là ấm. Bước vào sẽ là cái khu phòng bếp đầu tiên đối với căn hộ 58m². Thì cái căn này nó thiết kế là 2 phòng ngủ, 1 toilet. Và hiện tại mình đang đứng trong khu vực phòng bếp cũng như là nối liền với khu vực phòng khách, phòng ăn uống luôn nè. Mọi người có thể nhìn thấy là ở đây có một khoảng cửa sổ rất là rộng ha, để tạo cho mình một cái không gian nó thoáng, nó thoải mái hơn. Tuy nhiên thì có một điều hơi tiếc là căn này nó lại không có ban công. Nhưng bù lại mình thấy là cái phần cửa sổ lớn bao trọn gần như là hết cái bức tường như vậy, thì nó cũng đáp ứng được phần nào cái nhu cầu của quý khách hàng khi mà mình muốn view ra ngoài này cũng như là đón gió đón nắng, thì mình nghĩ là nó vẫn đảm bảo được cái nhu cầu đó. Còn về phần bàn ăn thì thiết kế ở đây thì ở đây họ không bàn giao nội thất, như ở đây họ có ghi là không bao gồm nè. Thì những cái sản phẩm nào mà có để cái bảng không bao gồm này thì sẽ không trong danh mục bàn giao. Tuy nhiên là phần bếp trên và bếp dưới sẽ có đầy đủ, kể cả tủ bếp luôn. Thì mình nghĩ như vậy đã là quá đủ rồi đối với một căn hộ như vậy. Tủ lạnh là không nha, nhưng mà cái phần bàn ăn này mình thấy rất là thích khi mà để ở đây nè. Nó không quá chiếm nhiều không gian và số lượng ghế thì cũng vừa đủ thôi. Và như các bạn quan sát thấy là chỉ 4 ghế, thì cái căn hộ này nó rất là phù hợp cho gia đình nào mà đối với những khách hàng mà chúng ta mới cưới nè, mới dọn về nè, mới có một bé nè, một vợ chồng và một đứa con, thì mình nghĩ là đây là một sự lựa chọn rất là phù hợp. Phần hành lang không quá dài, không quá rộng. Và nếu như các bạn thấy và để ý thì mình có thể nói là căn nhà này có vẻ rộng hơn là 58m² đó. Mình bước vào thì mình nghĩ nó khoảng tầm phải hơn 70m². Đây là khu vực phòng ngủ chính. Còn phòng ngủ chính thì cũng có một phần cửa sổ rất là rộng nè. Cũng như là khu vực giường ngủ ở đây mình thấy họ dùng giường là 2m x 1m8. Nhưng mà căn phòng nó vẫn chừa được cái khoảng không xung quanh khu giường cũng như là cái phần tủ đồ. Và kể cả những cái kệ được thiết kế rất là thông minh và tiện dụng nè. Đúng theo kiểu của Nhật Bản luôn mọi người. Cái gì cũng có, rất là tiện nghi. Nhưng mà bao trọn trong một vòng, một cái phần diện tích không quá là lớn. Thì phải nói là cái sự sáng tạo cũng như là cái kinh nghiệm thiết kế của họ phải nói là đáng khâm phục. Bước ra ngoài thì nếu như mà mình quan sát, mình thấy là cái khu vực hành lang nó, cái này không phải gọi là hành lang nữa, nó chỉ là khu vực chung thôi. Ở đây thì họ tối giản mọi thứ, kể cả hành lang, kể cả những cái khu vực trang trí luôn, họ đều tối giản và đưa nó vào những cái khu vực sử dụng chung cũng như là riêng, để đẩy mạnh cũng như là nhắm tối ưu hóa vào cái phần mà hiệu quả đó. Nên mình nghĩ là những cái gia đình nào mà chọn cái căn hộ này nè, cũng như là cái vị trí của dự án này, thì thấy rất là hợp. Thứ nhất là mình không cần phải ở nhà quá nhiều cũng như là sinh hoạt quá nhiều nè. Nó vẫn gần trung tâm quận nhất, mình vẫn có thể đi làm cũng như là đi sinh hoạt, phục vụ những cái nhu cầu hàng ngày. Và tối về mình vẫn có đầy đủ những cái tiện nghi tiện ích sẵn có. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Đây là khu vực phòng vệ sinh. Thì ở đây theo mình được biết thì họ vẫn bàn giao thiết bị vệ sinh, chỉ không có tủ bên dưới lavabo thôi. Còn lại thì thiết bị vệ sinh là mình thấy đầy đủ nè. Có bồn tắm đứng, có vòi xả, có toilet và đầy đủ mọi thứ. Đây có lẽ là phòng dành cho các bạn nhỏ. Ở đây thì chủ đầu tư họ đã thiết kế gợi ý chúng ta là một cái giường 2 tầng. Và mình hoàn toàn thấy là
Với một cái không gian như vậy, khoảng tầm đâu đó 9 đến 10 mét vuông, thì mình hoàn toàn có thể làm thêm những cái mục đích khác cho căn phòng này. Nếu như chúng ta chưa có sinh cháu hoặc là như thế nào đó thì hoàn toàn thích hợp để làm một căn phòng, ví dụ như là phòng kho cho hai vợ chồng nè, hay là phòng làm việc nè, hay là thậm chí là studio phục vụ cho công việc của chúng ta, thì mình thấy là hoàn toàn rất là hợp lý. Và nối liền với lại căn phòng nhỏ sẽ là khu vực loggia cũng như là ban công. Khu vực này khá là rộng nha quý vị. Nếu mà để luôn một máy giặt, một máy sấy và cả một cái xào chia đồ nữa thì hoàn toàn vẫn có thể đủ diện tích, dư cho mình thêm một chút mảng xanh vào trong đó nữa. Và khi mà cái phần khoảng không mà nó gắn liền với lại căn phòng nhỏ như thế này á, thì nó lại là một cái điểm nhấn cũng như là một cái điểm hay. Nếu như đây là một căn nhà dành cho các bạn nhỏ đi, thì khi mà ba mẹ chúng ta đi vào, chúng ta giặt giũ, chúng ta lo công việc nhà, chúng ta hoàn toàn có thể quan sát con cái. Vì với cái độ tuổi này thì có lẽ là mình nghĩ cái vấn đề riêng tư vẫn chưa quá được đặt trọng, mà cái quan trọng nhất vẫn là chúng ta theo sát con chúng ta như thế nào. Vâng, thì nhìn chung thì cái căn này mình thấy là quá ổn rồi đó. Nhưng mà ở đây họ đến hai căn nhà mẫu lận, thì căn kế bên mình nhớ không lầm nó cũng là hai phòng ngủ luôn, nhưng mà đến hai toilet lận, diện tích nó sẽ lớn hơn một chút. Thì không biết là cái phần diện tích dư đó họ sẽ làm cái gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng qua khám phá nhé. Xin mời các bạn. Wow, về mặt thiết kế thì từ mặt thiết kế nha, cũng như là màu sắc thì nó tương tự với những căn còn lại. Và kể cả trên bản đồ hay là trên mặt vẽ thì mình thấy nó vẫn rất là vuông vức, rất là đẹp. Đó là cái điểm cộng khi mà chúng ta chọn những cái sản phẩm cũng như là những căn hộ mà được những cái chủ đầu tư đến từ nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, họ thiết kế và cũng như là xây dựng. Và một cái điểm đặc biệt mà mình thấy đó là ở đây những căn hộ thì độ cao trần của họ rất là ổn, nó tạo cho một luồng không khí rất là thoáng nè, rất là dễ chịu khi bước vào. Thứ hai nữa là tất cả các căn ở khu này là được bàn giao full sàn gỗ hết, từ trong ra ngoài luôn nha mọi người. Và một điểm đặc biệt khi mình bước vào đó là bên tay trái mình, như các bạn thấy đó là khu vực nhà vệ sinh. Thì đối với những căn hộ cũng như là những nhà phố luôn, thì khi mà chúng ta sử dụng những cái tiện ích, chúng ta đi vui chơi, chúng ta đi làm việc về, và thậm chí có những khu có biển nhân tạo nè, có những khu mà có những cái khu vực sinh hoạt cũng như là vui chơi ngoài trời, thì cái vị trí của nhà vệ sinh nằm ở đây sẽ đảm bảo được cái mặt vệ sinh cho căn hộ của chúng ta. Khi mà chúng ta bước vào hoàn toàn có thể thay đồ cũng như tắm rửa cũng như là làm vệ sinh trước khi bước vào căn phòng. Và kể cả khi đi trời mưa nữa, kể cả khi có những vị khách họ tới nữa, thì cái căn nhà họ không cần phải đi quá sâu để vào nhà vệ sinh của mình, thì nó đảm bảo được cái sự lịch sự, đúng không mọi người? Thì cũng như căn hồi nãy thôi, thì nhà vệ sinh ở đây nó dù là nhà vệ sinh cho khách hay là cho chủ đi chăng nữa thì vẫn được trang bị rất là đầy đủ. Còn bên phải khi mà bước vào đó chính là khu vực phòng dành cho các bạn nhỏ cũng như là phòng ngủ nhỏ nè. Thì ở đây họ vẫn trang trí với một cái thiết kế là tầng ngủ 2 tầng, và nó có cả phần cửa sổ là nối liền ra khu vực loggia nữa, để đảm bảo là cái sự thông thoáng cho căn phòng. Và tiếp đến khi bước vào sẽ là khu vực phòng bếp. Ở đây có thấy trang bị luôn cả một cái khu vực làm việc ở đây nữa, vẫn đầy đủ ánh sáng khi mà cái cửa sổ ở đây rất là lớn. Ở đây thì họ không xài cửa sổ mọi người ơi, ở đây có cả cái ban công luôn, rất là tuyệt vời. Ban công ở đây thì mình thấy nó rộng cũng khoảng hơn 2 mét đó. Chiều dài hơn 2 mét, chiều rộng thì nó khoảng tầm 1 mét hơn nè. Đảm bảo được cái không gian ngoài trời cho mình. Phòng khách ở đây thì chắc chắn là phải thoáng hơn rồi, vì căn này nó lên đến 78 mét vuông lận mà. Căn này là 2 phòng ngủ, 2 toilet, hơn với căn hồi nãy 1 toilet. Thì căn này với lại căn 58 mét vuông, 2 phòng ngủ, 1 toilet vừa rồi là hai sản phẩm mà mình được biết là bán rất là chạy, đang rất là hot tại dự án Midori Park. Vẫn là khu vực bàn ăn nối liền với phòng khách, thiết kế tương tự. Nhưng mà ở đây thì thay vì căn hồi nãy bước vào sẽ là gặp bếp, thì căn này bếp họ bố trí ngay giữa căn nhà. Thì độ rộng của bếp thì cũng tương tự như hành lang thôi, khoảng tầm 1m2, nhưng mà mình nghĩ là cũng vừa đủ để mình sinh hoạt cũng như là mình nấu nướng ở đây. Bếp thì nó sẽ nối liền với cả khu vực giặt giũ bên ngoài nữa. Và cái phần loggia ngoài này thì phải nói là rất là rộng luôn, rất là rộng luôn. Cuối cùng không thể thiếu chính là khu vực phòng master bedroom. Tất nhiên là master bedroom sẽ có phòng tắm ngay bên trong căn phòng ngủ của mình rồi. Thì ở đây thì cũng được lát sàn gỗ nè, và họ trang trí thêm cả cái thảm, mình thấy nhìn rất là ấm cúng nè, đúng theo phong cách của Nhật Bản luôn. Và mọi thứ nó được thiết kế như mình nói nãy là vô cùng tối giản nhưng mà vô cùng đầy đủ và tiện nghi. Kể cả phòng ngủ master bedroom, nhưng mà họ vẫn bỏ vào trong đó đầy đủ những cái tiện ích từ
tủ nè, đến bàn làm việc, bàn trang điểm nè, tủ đầu giường nè, có cả khoảng công để mình có thể lắp đặt cả tivi nữa, rồi có luôn cả toilet với đầy đủ thiết bị vệ sinh nữa. Và có một điều bật mí cho tất cả mọi người, đó là cái giá căn hộ ở đây đối với căn 58m², 2 phòng ngủ, 1 toilet lúc nãy á, thì giá đang dao động khoảng tầm từ 2.6-2.7 tỷ, và với căn 78m² này thì giá chỉ khoảng tầm từ 3.5 tỷ đến 3.6 tỷ thôi. Thì mình thấy là đó là một cái giá hoàn toàn hợp lý luôn, để mà mình vẫn có được đảm bảo được một cái chỗ ở đầy đủ tiện nghi nè, gần trung tâm nè, nhưng mà lại rất là xịn sò, trông thực sự rất là sang trọng luôn, đúng không mọi người? Vâng, đến đây thì xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như là quý vị đang theo dõi kênh Nhà Thành Thị, và hy vọng rằng cái chuyến tham quan ngày hôm nay của Dũng đã đem đến cho quý vị những lượng thông tin thực sự là thú vị và bổ ích. Và mình nghĩ rằng với một cái vị trí đắc địa như vậy, với một cái tuyến giao thông vô cùng thuận lợi như vậy, thì Mizuki Park xứng đáng là một sự lựa chọn cho quý vị để mà cân nhắc cũng như là suy nghĩ về nó đó. Thì nếu mà mọi người có thể sắp xếp thời gian thì mình khuyên mọi người có thể nên tới đây, mình trải nghiệm những cái không gian ở đây về buổi chiều đêm, vì theo mình được biết là ở đây vào ban đêm là họ có, còn có cả cái dịch vụ chiếu phim ngoài trời nữa, rất là hay, rất là thú vị luôn, rất là thích hợp cho mình có thể dẫn con cái cũng như là cha mẹ đến đây để tham quan trải nghiệm cũng như là giải trí vào dịp cuối tuần nè. Và không quên chúc mọi người có mùa Giáng sinh thật là an lành cũng như là một cái Tết thật là ấm no hạnh phúc. Và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.